Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023, tức ngày rằm tháng 10 năm Quý Mão. Bản tin sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh tưởng niệm 35 năm ngày phiên dịch Hòa thượng Thích Tử Hạnh. Thanh Hóa, Ban trị sự Phật giáo tỉnh ký kết hợp tác với Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào tỉnh Hủa Phăn. Hà Nội, lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, tạ ơn Tam Bảo và khánh thành chùa Liên Quang. Các tự viện Phật giáo Nam truyền tổ chức lễ dâng in Katina. Hậu Giang khánh thành cầu giao thông nông thôn Ba Điếu. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng qua ngày 26 tháng 11, tức ngày 14 tháng 10 năm Quý Mão, chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 35 năm ngày phiên tịch của Hòa thượng Thích Tử Hạnh, nguyên Phó Tổng thư ký, kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quang Lâm Chứng Minh, Phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Chánh thư ký Hội đồng Chứng Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng Minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng Chư Tôn Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, cung tuyên tiểu sử và đạo nghiệp của cố Hòa thượng Thích Tử Hạnh. Giác linh đường trang nghiêm thanh tịnh, đối trước di ảnh cố Hòa thượng Thích Tử Hạnh, Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ giác linh tri công đức của vị tiền bối hữu công qua những đóng góp to lớn của Ngài từ những ngày đầu thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo đó, đại chúng tụng kinh cúng dường cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng được cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Hòa thượng Thích Tử Hạnh, thế danh là Phạm Chí Nguyện, sinh năm 1927 tại ấp Đức Phổ, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ngài xuất gia năm 15 tuổi với Hòa thượng Thích Phước Thành, được ban pháp danh là Quảng Y, pháp hiệu Từ Hạnh, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông, đời thứ 45. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, Hòa thượng được hội nghị suy cử giữ chức Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Ban thường được Hội đồng Trị sự bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng đặc trách học vụ và hành chánh trường cao cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng đã được Giáo hội và Thành hội bổ nhiệm về trụ trì chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận từ năm 1985 cho đến ngày viên tịch năm 1988. Trên bước đường phụng sự Giáo hội, Hòa thượng luôn luôn nhắc nhở với các hành giả của Như Lai cần phải nỗ lực hơn nữa trên bước đường tiến tu đạo nghiệp và phục vụ nhân sinh. Hòa thượng đã chủ xướng chương trình thi diễn giảng cho tăng ni trẻ tại các hạ trường trong mùa an cư kiết hạ với mục đích hỗ trợ và phát hiện những nhân tố mới, trẻ, có năng lực để bồi dưỡng và đào tạo trở thành những bậc đống lương phục vụ giáo hội trong giai đoạn mới. Hòa thượng đã xả báo an tường vào lúc 18h30 phút ngày 22 tháng 11 năm 1988 tại chùa Quán Thế Âm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận lời mời của Thượng tọa Lâm Phan Bumisay, trưởng ban Liên minh Phật giáo Lào, tỉnh Hủa Phăn, trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 11, Phái đoàn Phật giáo tỉnh Thanh Hóa do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn, đã đến thăm Liên minh Phật giáo Lào, tỉnh Hủa Phăn và ký kết biên bản hợp tác giữa Phật giáo hai tỉnh. Tại đây, hai bên cùng thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Liên minh Phật giáo Lào tỉnh Hủa Phăn với nhiều nội dung quan trọng như phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường trao đổi, thăm viếng lẫn nhau nhằm củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa cộng đồng Phật tử và nhân dân hai tỉnh, triển khai cụ thể các chương trình hoạt động hợp tác và giao lưu giữa Phật giáo hai tỉnh. Phật giáo tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện thuận lợi cho tăng ni, Phật tử tỉnh Thanh Hóa trong các hoạt động Phật sự tại Lào. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ trao các học bổng toàn phần và hỗ trợ chư tăng tỉnh Hủa Phăn sang học tập, nghiên cứu, tăng cường tổ chức, triển khai, phối hợp trong các hoạt động từ thiện nhân đạo của hai tỉnh nhằm xây dựng cộng đồng hạnh phúc, an lạc.
Bản ghi nhớ hợp tác này được xác định trong giai đoạn 5 năm từ 2023 đến 2028 kể từ ngày ký kết. Nội dung bản ghi nhớ hợp tác này được ký kết trước sự chứng kiến của Chư Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo hai tỉnh trên tinh thần trao đổi kỹ lưỡng, hiểu biết lẫn nhau trong tinh thần chính pháp lục hòa của Đạo Phật và nhất tâm giao ước vì sự nghiệp phát triển. Nhân dịp này, Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 50 triệu đồng đến Phật giáo tỉnh Hủa Phăn. Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 11, tại Chùa Chung, thành phố Sông Công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại lễ Khánh Thành Đại Hùng Bảo Điện, công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì Chùa Chung. Chứng minh cho buổi lễ có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh, đông đảo tăng ni trụ trì trong và ngoài tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Chùa Chung hay còn gọi là Thiện Thệ Tự là một ngôi chùa cổ gắn liền với sự hình thành và phát triển văn hóa của miền Trung Du Bắc Bộ. Trải qua bao biến cố thăng trầm cùng phận nước, ngôi chùa cũng dần xuống cấp trầm trọng. Vừa qua ngày 20 tháng 10 năm 2021, Đại Đức Thích Nhuận Phước và nhân dân địa phương đã khởi công trùng tu xây dựng lại ngôi Tam Bảo. Sau 3 năm thi công, công trình mang ý nghĩa tâm linh lịch sử đã được hoàn thiện trang nghiêm tố hảo. Trải qua 10 năm gieo duyên và làm các công tác Phật sự tại chùa, Đại Đức Thích Nhuận Phước với hạnh nguyện của người con Phật làm hưng thịnh cảnh Già Lam, khiến cho cảnh vật nơi đây thay màu đổi sắc tốt tươi, lòng người hoan hỉ. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành đã quang lâm trao quyết định bổ nhiệm cho vị tân trụ trì Đại Đức Thích Nhuận Phước. Đại Đức Thích Nhuận Phước đã có lời phát nguyện làm tròn trách nhiệm trụ trì, phụng sự đạo pháp và dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế ban tăng sự trung ương và quy định pháp luật, tích cực tham gia từ thiện xã hội tại địa phương phát động. Lãnh đạo chính quyền thành phố Sông Công đã đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Đại Đức Thích Nhuận Phước cũng như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trong việc đẩy mạnh hoạt động Phật giáo trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành sách tấn Đại Đức tân trụ trì hãy cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà giáo hội đã giao phó, phát huy đời sống tâm linh trong bà con lối xóm, kết hợp với ban hộ tự làm tốt các công tác Phật sự tại địa phương, tiếp tục xây dựng ngôi Tam Bảo ngày càng trang nghiêm. Ngay sau lễ công bố bổ nhiệm trụ trì, các nghi lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện đã được tiến hành long trọng, trang nghiêm, đại cát như ý, thành tựu viên mãn dưới sự chứng kiến của các đại biểu cùng tăng ni Phật tử thập phương. Cũng trong sáng qua ngày 26 tháng 11, tại Chùa Nghiêm Quang, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì, lễ tạ ơn Tam Bảo và khánh thành Đại Hùng Bảo Điện Chùa Nghiêm Quang. Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Đạo Phong, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội. Thượng tọa Thích Thanh Hồi, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Thạch Thất, cùng Chư Tôn Đức trụ trì các chùa, tự viện trong và ngoài huyện. Về phía chính quyền, có ông Lê Minh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, huyện Thạch Thất, và quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại cùng về tham dự. Chùa Nghiêm Quang là một ngôi chùa cổ được khởi dựng từ rất sớm. Năm 2008, chùa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây xếp hạng di tích cấp thành phố với diện tích khuôn viên chùa khoảng 1.790 m², với vị trí nằm sát bờ sông Tích. Trải qua thời gian và quá trình biến thiên của lịch sử, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp. Việc thực hiện đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nghiêm Quang là rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản của di tích và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Phật tử xã Cần Kiệm. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đạo Phong đã trao quyết định bổ nhiệm cho vị tân trụ trì, Sư Cô Thích Thường An. Sư Cô Thích Thường An đã có lời phát nguyện làm tròn trách nhiệm của người trụ trì, phụng sự đạo pháp và dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy chế ban tăng sự trung ương và quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đã đại diện cho lãnh đạo chính quyền phát biểu đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Sư Cô Thích Thường An trong việc đẩy mạnh hoạt động Phật giáo trên địa bàn huyện theo đúng tinh thần đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Bà mong rằng Sư Cô trụ trì cùng nhân dân Phật tử và chính quyền xã cùng thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích theo đúng quy định của luật di sản văn hóa,
hướng dẫn Phật tử tu học đúng chính pháp, làm những việc ích đạo lợi đời, đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nêu cao ý nghĩa của ngôi chùa trong đời sống người dân Việt từ xưa tới nay. Đặc biệt, trong buổi lễ ngày hôm nay còn diễn ra sự kiện đúc đại hồng chung. Theo Hòa thượng, tiếng chuông mang giá trị tâm linh sâu sắc, xua đi mọi nỗi khổ niềm đau, đưa con người trở về với tỉnh thức. Sau cùng, Hòa thượng Sách Tấn Sư Cô Tân trụ trì phải nhớ vai trò của người tu sĩ trong đời sống ngày nay, đó chính là thay thế tôn, truyền bá đạo màu, cần nhớ tới việc trụ đạo đức, trì giáo hóa, luôn lấy đạo đức và giới luật để làm tràng anh lạc, trang nghiêm pháp thân, nối noi thánh tử cửu đàm di, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà giáo hội đã giao phó. Ngay sau đó, các nghi lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện đã được tiến hành long trọng, trang nghiêm, đại cát như ý, thành tựu viên mãn dưới sự chứng kiến của các đại biểu cùng tăng ni Phật tử thập phương. Vào chiều ngày 25 tháng 11, tại Tổ đình Giác Lâm, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận Tân Bình đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 21, tổng kết năm thứ nhất của khóa 26 và khai giảng khóa 27. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Như Tính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo thành phố, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố. Thượng tọa Thích Đạt Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình, chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận, cùng Chư Tôn Đức Ban Chứng minh, Thường trực Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình. Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạt Đức cho biết, kế thừa sự nghiệp giáo dục Phật giáo của Chư Tôn Đức tiền bối, đồng thời góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo tăng tài cho giáo hội, Ban trị sự, Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận Tân Bình đem hết tâm huyết để vun bồi tâm đức cho thế hệ tăng ni trẻ kế thừa, xây dựng sự nghiệp giáo dục bằng tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo quận cho biết, khóa 21 có 35 tăng ni sinh, do hoàn cảnh khách quan, đến nay có 23 tăng ni tham gia kỳ thi tốt nghiệp, trong đó có 20 tăng và 3 ni. Khóa 26 có 29 tăng ni sinh, đến nay còn 12 tăng ni, 8 tăng và 4 ni. Hiện đã trải qua các bài kiểm tra hàng tháng và 2 kỳ thi học kỳ năm thứ nhất, kết quả học tập toàn niên được đánh giá xuất sắc. Đến nay khai giảng khóa 27 2022-2024 với số lượng tăng ni các quận và tỉnh thành đã được 28 hồ sơ, có 12 tăng và 16 ni. Nhân dịp lễ tốt nghiệp khóa 21, Chư Tôn Đức Chứng minh đã trao phần thưởng và giấy khen đến các tăng ni sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Cùng đó, để khích lệ tinh thần học tập cho tăng ni sinh các khóa, Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng những phần quà đến tăng ni sinh. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh tán dương tinh thần của Ban chủ nhiệm lớp sơ cấp quận Tân Bình đã thực hiện đúng theo tinh thần Ban Thường trực Ban trị sự và Ban Giáo dục Phật giáo thành phố đã chỉ đạo. Thượng tọa nhắc nhở tăng ni sinh phải nỗ lực học tiếp các cấp học cao hơn của Phật giáo vì đây chỉ mới khởi đầu cho quá trình học Phật và cố gắng rèn luyện để đền đáp tứ ân, làm cho Phật Pháp ngày một xương minh. Thưa quý vị, vào sáng ngày 26 tháng 11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng năm 2024 tại văn phòng Ban trị sự huyện, chùa Thạnh An, xã Thạnh Tiên. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Minh Tiến, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Ban trị sự Phật giáo thành phố Rạch Giá, Thượng tọa Thích Thiện Nhật, Trưởng ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Ban trị sự Phật giáo huyện An Minh, Trưởng ban Tổ chức, Đại đức Thích Minh Thành, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Đạo Chấn, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện An Minh, đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương đồng tham dự. Trong năm vừa qua, Ban trị sự đã hướng dẫn tăng ni Phật tử tham gia các sự kiện lễ hội do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng như các cơ quan đoàn thể tổ chức, giới thiệu các vị trụ trì tham gia các khóa bồi dưỡng trụ trì an cư kiết hạ, thất nhật giáo giới. Năm 2023, Phật giáo huyện An Minh giới thiệu cho một vị tăng, một vị ni nhập học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh, một vị tăng thọ giới tỳ kheo, hai vị tăng và một vị ni thọ giới sa di.
tổ chức khóa tu một ngày an lạc, bác quan trai mời chư tôn đức giảng sư về thuyết giảng để hướng dẫn cho Phật tử tu học đúng chánh pháp. Về công tác từ thiện xã hội, trong năm qua, các từ viện trên địa bàn huyện đã vận động quý Phật tử Mạnh Thường Quân tổ chức trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, khoan giếng nước trao tặng tập cho các em học sinh, các nhà tình thương với tổng chi phí gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban trị sự Phật giáo huyện cũng đề ra phương hướng Phật sự năm 2024, phát huy tốt hơn nữa các kết quả đạt được trong năm qua, khắc phục và phấn đấu hơn đối với các mà còn hạn chế để xây dựng Phật giáo huyện nhà phát triển hơn. Để biểu dương các công tác của tập thể Phật giáo huyện An Minh trong năm qua, Đại Đức Thích Minh Thành tuyên đọc quyết định tặng bằng tán dương công đức của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và cung thỉnh Thượng tọa Thích Minh Tiến trao quà tuyên dương cho Thượng tọa Trưởng Ban trị sự huyện. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện An Minh cũng trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ông Phạm Văn Kháng, thay mặt cho Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà tập thể Ban trị sự huyện đã đạt được. Ông mong muốn trong năm 2024, Phật giáo huyện nhà tiếp tục cùng chính quyền địa phương xây dựng tốt các công tác an sinh xã hội, xây dựng cầu đường, các nhà đại đoàn kết, hướng dẫn Phật tử tích cực thi đua các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường để huyện An Minh ngày càng giàu đẹp hơn. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa Thích Minh Tiến chúc mừng Ban trị sự Phật giáo huyện An Minh đã hoàn thành tốt công tác Phật sự năm 2023. Thượng tọa Phó ban Ban trị sự tỉnh hy vọng bước sang năm 2024, Phật giáo huyện An Minh tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Ban trị sự tỉnh, hướng dẫn tăng ni Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng huyện nhà ngày càng phồn thịnh theo đúng phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Vào sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua, tức ngày 14 tháng 10 âm lịch, chùa Minh Đạo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm làm lễ quy y Tam Bảo cho thiện nam tín nữ phát tâm nương theo chính pháp của Đức Phật. Buổi lễ do Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ chùa Minh Đạo làm Hòa thượng bổn sư truyền giới. Theo đó, Đại Đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo làm thầy Yết Ma, chư tăng bổn tự làm giới sư. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Hòa thượng viện chủ niêm hương bạch Phật đảnh lễ Tam Bảo, cung thỉnh chư Phật Bồ Tát mười phương hiện tọa đạo tràng, chứng minh gia hộ. Tại đây, chư tăng hướng dẫn thiện nam tín nữ phát lộ sám hối tam nghiệp, giữ tâm tánh trong sạch ngày hôm nay trước thọ giới pháp của người Phật tử tại gia. Thầy Yết Ma nêu ý nghĩa quy y, giải trình tam quy ngũ giới để mọi người cùng nhận thức được điều mình đang làm là đúng với chánh pháp. Nhờ thọ tam quy ngũ giới mà người Phật tử sẽ không đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong tiếng niệm Phật của đại chúng, Hòa thượng bổn sư cử nhành dương sái tịnh đàn tràng, sau đó Ngài tiếp tục khai thị cho chúng Phật tử và thực hiện nghi thức truyền tam quy ngũ giới. Chúng đệ tử tại gia thành kính đảnh lễ tri ân Hòa thượng bổn sư, chư vị giới sư, rồi thành tâm tuyên thệ phát nguyện đời đời quy y theo Phật Pháp Tăng và giữ gìn năm giới pháp của người Phật tử tại gia mà Phật chế định. Khuyến tấn cho chúng đệ tử tại gia, Hòa thượng bổn sư kỳ vọng Phật tử quy y tại chùa Minh Đạo hôm nay đã phát nguyện quy y và thọ năm giới pháp của Đức Phật thì cần nghiêm túc giữ gìn thật trong sạch cũng như đời đời kính tin Tam Bảo. Vào chiều ngày 25 tháng 11, tức ngày 13 tháng 10 âm lịch, Tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã chào đón hơn 200 Phật tử trẻ trở về tham dự khóa tu sống tỉnh thức lần thứ 76, cùng với hơn 20 quý thầy cô giáo thọ từ các chú sư khác có mặt hướng dẫn thiền sinh tu học. Nhân dịp khóa tu này, Tu viện Khánh An tổ chức hội thi giáo lý nhằm ôn lại cuộc đời và giáo pháp diệu dụng của Đức Thế Tôn. Vào lúc 15 giờ 30 phút sau thời khóa tụng kinh Phước Đức, quý thầy cô giáo thọ ôn tập giáo lý cho các Phật tử dự thi. Bên cạnh đó, các thành viên còn lại tham gia trang trí bản tên slogan và nón để cổ vũ đã mang lại bầu không khí vui tươi hào hứng. Vào lúc 18 giờ 30 phút, đại chúng hành trì thời kinh, sau đó tham dự hội thi giáo lý với chủ đề Khơi nguồn tuệ giác. Hội thi gồm hai phần thi gia đình và phần thi cá nhân. Ban tổ chức đã ứng dụng lồng ghép công nghệ vào hội thi thông qua phần mềm Kahoot, giúp thêm phần sinh động và đánh giá được chân thực chất lượng kết quả mỗi bài thi. Ghi nhận, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Phật tử pháp danh Thông Chất,
giải nhì cho Phật tử Pháp Danh Diệu Ân và giải ba cho Phật tử Phú Điền. Đối với con thì chương trình này rất có ý nghĩa, tại vì chúng con đã được quý thầy cô giáo thọ dạy ôn gần một tuần những cái kiến thức cơ bản của về Phật Pháp và những cái ứng dụng rất là, và ngồi những câu hỏi mà đề cương thì quý thầy cô giáo thọ còn dạy cho chúng con biết được những cái để ứng dụng ở trong cái cuộc sống, trong cái cách hành xử của mình mỗi ngày. Và con rất là biết ơn những cái buổi học vào buổi tối của mấy thầy cô đã bỏ ra công sức để dạy dỗ chúng con về thêm những kiến thức của Phật học của Đức Phật đã dạy. Thì con thấy là cuộc thi có cái hình thức rất là sáng tạo và áp dụng được nhiều cái công nghệ 4.0 của thời công nghệ thông tin. Và cái tính thực tiễn của cuộc thi đó là có rất nhiều câu hỏi liên quan tới về cái giáo lý của thiền, thiền tuệ, những cái như ngũ căn, ngũ lực hay là những giáo pháp căn bản mà những người Phật tử luôn phải nắm được để trao dồi cái cách sống của mình trong cuộc sống thường ngày. Con cảm thấy đây là một chương trình rất là ý nghĩa cho con và cho mọi người. Qua đó con cũng được ôn lại những kiến thức cũ và học thêm được những kiến thức mới. Con cảm thấy cuộc thi rất là hấp dẫn. Tại vì bên cạnh cái việc mà con thi tự thi cá nhân thì con còn được thi nhóm nữa. Qua đó là tăng tinh thần đoàn kết. Và bên cạnh đó thì con cũng được làm quen với nhiều bạn ở khóa tu hơn. Mấy bạn rất là vui và cũng rất là thân thiện nữa. Và con cảm thấy là đây là một chương trình hay và thiết thực. Nếu như mà có được thời gian thì con cũng hy vọng là năm sau hoặc năm sau nữa, hoặc là những năm sau nữa con vẫn có thể tham gia. Hội thi khép lại với niềm hoan hỷ tràn đầy của toàn thể đại chúng. Ai cũng được ôn lại những kiến thức vô cùng quý báu và hữu ích cho hành trình tu nhân học Phật của mình. Thưa quý vị, trong những ngày mùa lễ hội Dương Nghi Katina cúng dường đến chư Tỳ Khưu đã hoàn mãn 3 tháng an cư, đối với tín đồ Phật giáo Nam truyền, đây là dịp thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phước đức lớn cho người Phật tử tại gia. Sau đây là ghi nhận lễ Dương Nghi Katina tại một số tự viện. Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2023, tại chùa Pháp Bảo, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm diễn ra lễ dân y Katina theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức lễ bái Tam Bảo, sau đó đại chúng cùng lắng nghe thời thuyết Pháp do Thượng tọa Tường Nhân, trú xứ chùa Pháp Luân, thành phố Huế, chú giảng về ý nghĩa ngày lễ dân y Katina. Tiếp đến, hội chúng đội y nhiễu 3 vòng quanh chánh điện, sau đó chính thức cử hành đại lễ dân y Katina. Đại diện Phật tử và chư tín chủ đọc lời tác bạch dân cúng y. Chư Tôn Đức thực hiện nghi thức tuyên ngôn tăng sự, giao y và thọ y. Cùng mở khóa lễ cầu an, cầu siêu và chúc phúc phước báu đến toàn thể chư tín chủ Phật tử. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 11, chư Tăng và Phật tử chùa Pháp Bảo cũng đã trang nghiêm tổ chức cúng dường đến chư Tôn Đức, Ban Chứng Minh, Ban Trị Sự, Thường Trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong thành phố Mỹ Tho và Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Nhận lời mời của Ban tổ chức, Đại Đức Thích Huệ Phát, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có buổi thuyết giảng về ý nghĩa lễ dân y Katina cho Tăng Ni sinh và Phật tử. Sau đó, Thượng tọa Bửu Hiền, Phó Ban Trị Sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Pháp Bảo dâng lời tác bạch cúng dường đến chư Tôn Đức cùng toàn thể hội chúng. Đại Lao chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc có lời đạo từ tán thán công hạnh tu tập của Thượng tọa Thích Bửu Hiền và chư Tăng tại chùa Pháp Bảo. Là một tự viện điển hình của Phật giáo Nam truyền tại Tiền Giang, chùa Pháp Bảo luôn sát cánh trong các Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà, tiêu biểu trong các pháp môn tu tập của hệ phái. Phần cuối chương trình, đại chúng đồng hòa âm tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng cầu nguyện bình an, hạnh phúc đến muôn loài. Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2023, tại chùa Thiên Trúc, phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm diễn ra đại lễ dân y Katina đến chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, Phật lịch 2567, dương lịch 2023, theo nghi thức truyền thống hệ phái Phật giáo Nam Tông, với sự tham dự đông đảo của chư Tăng và Phật tử. Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Danh Đổng, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa Thượng Danh Lân, Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh,
Hòa thượng Thiền sư Khiếp Ba Ban Nô Kim Triệu, viện chủ chùa Thiên Trúc, Đại đức Pháp Hảo, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Thiên Trúc cùng chư tôn đức tăng trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng tham dự. Trước khi diễn ra buổi lễ, Đại đức Pháp Hảo đã có thời pháp thoại chia sẻ đến quý Phật tử về ý nghĩa và công đức dân y cúng dường chư tăng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại diện chư tăng chùa Thiên Trúc hướng dẫn quý Phật tử thực hiện nghi thức nhiễu hành y Kathina vòng quanh chánh điện nhằm tưởng nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời thể hiện sự tôn kính của người Phật tử đối với Tam Bảo. Sau đó, đại chúng vân tập về chánh điện tiến hành nghi thức dân y. Đại diện tín chủ Tăng Anh Tuấn và Trần Thụy Diễm Hương đã tác bạch dân y cúng dường lên chư tăng, nguyện cầu phước thiện dân y Kathina này được thành tựu đến gia đình và thân nhân đồng thọ hưởng phần phước thanh cao này, kẻ âm được siêu thoát, người hiện tại được bình an. Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Đại đức Thích Phước Thuận và Hội Từ thiện Đồng Tâm, thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Ba Điếu, hay còn gọi là cầu Đồng Tâm số 192. Tham dự lễ khánh thành có Đại đức Thích Phước Thuận, Ủy viên Ban trị sự tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, bà Nguyễn Ngọc Mai, chủ nhiệm Hội đồng Từ thiện Đồng Tâm, đại diện các nhà tài trợ và chính quyền các cấp. Được biết, cầu Ba Điếu đã được sử dụng hơn 30 năm qua, cầu cũng đã xuống cấp và sửa chữa nhiều lần, điều kiện đi lại của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, chính quyền địa phương cùng Đại đức Thích Phước Thuận và Quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ tạo điều kiện xây dựng cầu mới cho bà con nhân dân và các em học sinh đi lại dễ dàng hơn, giao thương hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Tại đây, bà Nguyễn Ngọc Mai đã gửi lời tri ân đến Đại đức Thích Phước Thuận và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho đoàn hỗ trợ bà con nơi đây có được cây cầu mới. Hội cũng mong rằng bà con tại địa phương sẽ cùng nhau gìn giữ, bảo dưỡng để cầu Đồng Tâm 192 được sử dụng lâu dài, hiệu quả. Tiếp đó, ban tổ chức cùng đại biểu tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành cầu Ba Điếu Đồng Tâm 192 với chiều dài 22m, ngang 3m, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 270 triệu đồng. Để ghi nhận tấm lòng vì cộng đồng, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vị Tân đã gửi tặng bằng khen ghi nhận đóng góp của Quý Mạnh Thường Quân. Nhân dịp này, Hội Từ thiện Đồng Tâm đã trao 20 phần quà học bổng và 2 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học tại ấp 3A với tổng giá trị hơn 15 triệu đồng. Cuối chương trình, mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoipso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an, thành tựu Phật sự. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.